Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Tây Bắc chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Xuất nhập khẩu nông sản qua cửa khẩu Lào Cai tăng mạnh. Hà Giang phát huy vai trò y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hồi sinh nghề dệt thổ cẩm của người Mường ở Tân Sơn, Phú Thọ. Thông tin thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai từ đầu năm 2024 đến nay tăng khá mạnh, trong đó chủ yếu là các mặt hàng nông sản. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, hoạt động thông quan hàng hóa diễn ra khá ổn định. Trung bình mỗi ngày có khoảng 500 phương tiện tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu từ đầu năm 2024 đến nay đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó hàng hóa xuất khẩu đạt trên 1,2 tỷ đô la Mỹ và hàng hóa nhập khẩu đạt gần 500 triệu đô la Mỹ. Trị giá hàng nông sản xuất khẩu từ đầu năm 2024 đến nay đạt gần 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 212% so với cùng kỳ năm 2023. Trị giá hàng nông sản nhập khẩu đạt gần 500 triệu đô la Mỹ, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2023. Để đảm bảo việc trồng và tiêu thụ sản xuất sắn một cách bền vững, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã xây dựng và triển khai hai dự án phát triển sản xuất sắn và một mô hình sản xuất sắn liên kết theo chuỗi giá trị. Dự án phát triển sản xuất sắn liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và canh tác bền vững trên đất dốc tại huyện Văn Yên, quy mô 200 ha với sự tham gia của gần 200 hộ dân. Nhờ trồng các giống sắn mới BK và SA2112 kết hợp sử dụng băng trồng cây cốt khí chống xói mòn, năng suất củ tươi đạt gần 48 tấn trên 1 ha, cao hơn 20 đến 25 tấn so với năng suất giống sắn khác trồng tại địa phương. Bên cạnh đó, dự án xây dựng mô hình sản xuất sắn bền vững theo chuỗi giá trị thực hiện tại xã Châu Quế Hạ, quy mô 5 ha với sự tham gia của 15 hộ nông dân, năng suất đạt gần 35 tấn trên 1 ha. Thời gian gần đây, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như việc rà soát về các quy trình an toàn tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được các cấp chú trọng quan tâm. Từ đầu năm 2024 đến nay, tại tỉnh Lai Châu xảy ra 5 vụ tai nạn lao động ở các doanh nghiệp thủy điện đang thi công làm 5 người chết. Để đảm bảo an toàn lao động trên công trường thủy điện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến liên quan đến vấn đề an toàn lao động, tăng cường thanh tra kiểm tra các đơn vị trong việc chấp hành các quy định về pháp luật an toàn lao động tại công trình thủy điện. Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều hộ nông dân ở tỉnh Tuyên Quang đã dần thích nghi và tận dụng cơ hội để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông sản, đưa sản phẩm vươn ra các thị trường lớn. Nhiều nông dân tại tỉnh Tuyên Quang trước đây chưa biết đến khái niệm bán hàng trực tuyến, nay đã có doanh thu hàng trăm triệu đồng từ việc đưa đặc sản quê hương lên các nền tảng số. Kinh tế số đã mang đến một thay đổi lớn trong cách tiếp cận và tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường từ quy mô địa phương lên toàn quốc và thậm chí quốc tế. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của chuyển đổi số, tỉnh Tuyên Quang tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ứng dụng công nghệ thông tin và Internet trong đời sống và sản xuất. Công nghệ số cần được triển khai thông qua các hoạt động thiết thực gắn liền với đời sống của bà con. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù y học hiện đại ngày càng phát triển với việc ứng dụng nhiều thành tựu khoa học, song việc triển khai khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền vẫn có những bước tiến vững chắc, đặc biệt là việc giữ gìn và phát huy các bài thuốc quý, qua đó từng bước khẳng định được vai trò, vị trí trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Để từng bước nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh, các y bác sĩ Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Hà Giang luôn kết hợp tốt giữa y học cổ truyền với y học hiện đại. Đặc biệt, luôn tìm tòi, học hỏi các phương pháp chữa bệnh mới, những cách làm hay, cây thuốc quý để phục vụ công tác điều trị. Nhờ đó, đa số bệnh nhân khi đến với Bệnh viện Y Dược Cổ truyền đều có tiến triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Thực sự là bệnh viện y học cổ truyền thì rất là các phù hợp với người trung tuổi, cao tuổi và bản thân tôi còn trẻ, tôi cũng thấy rất là hợp.
Đến bây giờ là tôi đã hoạt động vận động lại bình thường, trong cuộc sống sinh hoạt là tôi làm việc bình thường được. Bản thân chúng tôi khi mà bệnh nhân đến để điều trị thì chúng tôi cũng tận tâm chăm sóc rất là chu đáo, nhiệt tình những cái bệnh động viên bệnh nhân yên tâm để điều trị. Với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nên trong những năm qua, Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Hà Giang đã thu hút được người bệnh đến khám và chữa bệnh. Trong tháng 8 năm 2024 đã khám và điều trị cho trên 5.700 lượt bệnh nhân. Trong đó, khám và điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền chiếm tỷ lệ gần 94%. Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là gần 2.000 lượt. Đào tạo nhiều hơn nữa trong cái lĩnh vực y học cổ truyền để chúng tôi sẽ áp dụng trong cái việc điều trị và cũng như là áp dụng tại địa phương để cho làm sao mà bà con nhân dân của Hà Giang sẽ được hưởng những cái phương pháp điều trị cũng như là kết quả điều trị tốt nhất. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ y bác sĩ, nhất là việc kết hợp điều trị hiệu quả giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Hà Giang đã và đang từng bước nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Thưa quý vị, từ bao đời nay, nghề dệt thổ cẩm luôn là một nét văn hóa đặc trưng của đồng bào người dân tộc Mường ở huyện miền núi Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện nhiều giải pháp để gìn giữ nghề dệt truyền thống trước nguy cơ mai một. Đây là lớp truyền dạy nghề dệt giữa các nghệ nhân với các em nhỏ tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn. Lo sợ nghề truyền thống dân tộc bị mai một, lo sợ nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình không còn người tiếp nối. Những năm qua, các nghệ nhân nghề dệt trong xã đã chủ động truyền dạy lại cho những người phụ nữ trong khu, cho các cháu nhỏ một cách tận tình. Bản thân tôi là những người mà có tâm huyết và truyền dạy lại cái nghề này thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi và tôi cũng hy vọng rằng cái nghề dệt thổ cẩm ở làng tôi cũng được khôi phục lại, truyền dạy cho các con cháu. Nếu như mà có thể để làm hàng hóa và giao dịch bán được ấy, thì chúng tôi sẽ làm và rất tâm huyết với cái nghề này. Nguy cơ mai một của nghề dệt truyền thống đang là nỗi niềm trăn trở không chỉ của những người tâm huyết với nghề mà còn là của cả những người đang làm công tác bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc. Do vậy, việc khôi phục, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống là một việc làm cần thiết, không chỉ mang lại thu nhập cho người dân những lúc nông nhàn mà còn góp phần vào việc gìn giữ bản sắc văn hóa, nét độc đáo riêng của các dân tộc huyện Tân Sơn. Ủy ban dân huyện cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa cũng như là các cái trung tâm dạy nghề cũng như là tại địa phương là mở các lớp dạy nghề cho bà con nhân dân và tạo được cái truyền được cái cảm hứng nhất là thế hệ trẻ trong việc khôi phục cũng như là trong việc học nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Thời gian qua, các cấp ngành từ tỉnh tới các địa phương đã có nhiều giải pháp để gìn giữ nghề dệt truyền thống. Với những nỗ lực đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công nhận nghề dệt thổ cẩm của người Mường ở xã Kim Thượng, Xuân Đài, huyện Tân Sơn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm vui và cũng là thách thức lớn đối với tỉnh Phú Thọ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc này. Thông tin thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 31 tháng 8 ngày 1 tháng 9 năm 2024. Lào Cai trời có mây, có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C. Lai Châu có mây, có mưa rào và dông, trời mát mẻ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C. Điện Biên trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C. Sơn La có mây, ngày nắng, đêm không mưa, trời mát mẻ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C. Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Phú Thọ có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Tuyên Quang trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C. Hà Giang trời nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin thời tiết các tỉnh trong khu vực đã khép lại chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.